Để đạt được những điều lớn lao, ta phải bắt đầu từ những thứ bình dị nhất. Đừng lo, đã có khăn sữa sợi tre Mippy. Khăn sữa sợi tre Mippy sử dụng công nghệ tiên tiến, được làm 100% từ sợi tre cao cấp, với sợi siêu nhỏ dệt thành 3 lớp khăn, đem lại cảm giác cực kỳ mềm mại, thấm hút khi sử dụng. Khăn sữa sợi tre Mippy, mềm mại cho bé, mẹ càng thêm vui.